Vâng, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đang quay trở lại với kênh Kulen Góc nhìn đầu tư bất động sản. Và tôi là Học Vương, đồng hành cùng tôi trong video ngày hôm nay vẫn tôi Tony Ngọc. Dạ. À, xin chào anh Tony Ngọc. Chào em. Vâng. À, chúc anh một ngày mới tốt lành và nhiều điều may mắn nhé. Và okay, ngày hôm nay thì Học Vương. Dạ vâng. Và ngày hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đồng hành trên kênh Kulen để tiếp tục chia sẻ cho quý anh chị ở kênh Kulen những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm thực chiến của anh Tony Ngọc trong quá trình đi đầu tư bất động sản để giúp cho những cái khách hàng, những cái quý anh chị khán giả của kênh Kulen có thêm nhiều kiến thức hơn trong quá trình đi đầu tư bất động sản để đạt được những cái lợi nhuận mà như mình mong muốn ạ. Và ngày hôm nay thì cái chủ đề mà em muốn truyền tải tới cho quý khán giả đó chính là những cái chủ đề liên quan về những cái pháp luật đây. Một chút về pháp luật. Ok em. Vâng, thì không biết là anh Tony Ngọc luôn có sẵn sàng để hỗ trợ em trong video ngày hôm nay để chia sẻ những cái thông tin đó không ạ? Thứ nhất là anh định vị anh không phải là một chuyên gia. Dạ. Anh chỉ là một cái người gọi là nông dân đi đầu tư bất động sản. Dạ. Hay là một cái người là mình sẵn sàng chia sẻ những cái gì mình biết. Vâng. Đến quý khán giả thôi. Dạ. Vâng, thực sự là ở trên trong cái quá trình hợp tác cùng anh Tony Ngọc á thì em nhận thấy anh Tony Ngọc là một người có những cái kinh nghiệm thực chiến về bất động sản cực kỳ hay và có những cái góc nhìn rất là đa chiều và có những cái nhận định rất là gần như là em thấy nó rất là phù hợp trong cái diễn biến của thị trường trong thời gian vừa qua. Và hy vọng là với chia sẻ của anh Tony Ngọc cũng như là những cái nhận định của anh Tony Ngọc trong thời gian mà những cái video chúng tôi truyền tải trên kênh Kulen sẽ giúp cho quý anh chị khán giả có thêm nhiều cái góc nhìn cũng như là nhiều cái kiến thức hơn để chúng ta luôn luôn tự tin, luôn luôn sẵn sàng trong quá trình đầu tư bất động sản để hạn chế được những cái rủi ro nhất. Và quay về cái nội dung chính ngày hôm nay thì em sẽ muốn hỏi anh Tony Ngọc một cái vấn đề là với cái xu hướng bất động sản nông nghiệp như hiện tại thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường nhà đất Gia Lai ạ? Ok em, thì để trả lời cái câu hỏi như thế này này thì dạ, anh sẽ chia sẻ cho em một cái câu chuyện. Dạ. Và một cái câu chuyện giống như ở trong một cái thị trường thì mình sẽ hiểu có những cái thành phần nào tham gia trong thị trường đó. Dạ. Ví dụ như bây giờ đối với anh nói ví dụ như là một thị trường tài chính đi. Dạ. Tại vì bất động sản nó cũng là một cái sản phẩm của một thị trường tài chính thôi. Vâng. Thì đối với thị trường tài chính đi thì nó sẽ có mình gà nghĩa là sao, nghĩa là cái người newbie hay bị mất tiền trong cái thị trường đó. Dạ. Hoặc hay bị những cái người như là gọi là cáo dẫn dắt. Vâng. Thì cái thành phần thứ hai. Dạ. Đó là cáo thì những cái người này nó là những cái con gà lâu năm và họ có khả năng quan sát phân tích đúc kết để họ biến mình từ gà ra thành cáo. Nghĩa là đã mất tiền rất là nhiều lần rồi, rút được nhiều kinh nghiệm rồi và trở thành một hoặc có thể là họ an tường về kiến thức. Ừ. Hoặc là họ là cái người có thể tiếp cận được cái vị trí, có thể tiếp cận những cái thông tin mà người khác không tiếp cận được. Thì họ sẽ chuyển mình vào cái nhóm đó là nhóm gọi là từ gà thành cáo đấy. Yeah. Và nhóm cáo thì đa phần nó sẽ kiếm được tiền ở trong thị trường. Vâng. Thứ ba đó là những cái đội gọi là đội chủ doanh nghiệp. Thì đội chủ doanh nghiệp thì họ sẽ tạo ra những cái sản phẩm như những cái cổ phiếu. Có những doanh nghiệp thì họ chỉ xây lên mục đích để bán giấy. Và có những cái doanh nghiệp họ làm ăn rất là đàng hoàng. Vâng. Câu chuyện anh dần dắt nó có thể là nó hơi dài nhưng anh sẽ đi đến cái mà mình muốn chia sẻ cho anh chị và các bạn. Wow. Anh chị và các bạn chịu khó lắng nghe. Dạ, sẵn sàng thôi, em cũng sẵn sàng. Đối tượng thứ ba đúng không? Là những đội chủ doanh nghiệp. Đúng rồi. Là những cái người mà tạo ra những cái cổ phiếu. Dạ. Và đối tượng thứ tư đó là những cái đội lái cổ phiếu. Hoặc anh em mình đi làm đất thì đó là những cái đối tượng là lái đất. Tạo thị trường. Đúng không? Và cuối cùng. Dạ. Đó là nhà tạo lập. Nhà tạo lập chính là chính quyền. Ví dụ bây giờ cái thị trường bất động sản của mình đi, nó đang tăng trưởng rất là tốt. Nhà tạo lập là nhà nước chỉ cần điều chỉnh bằng cách tăng lãi suất thôi. Tại vì mình sẽ hiểu rằng một cái câu chuyện đó là cái đồ thị của lãi suất là như thế này và đồ thị của giá trị hàng hóa là như thế này. Khi mà lãi suất mà đạt đỉnh thì giá trị hàng hóa nó phải đao xuống. Yeah. Và khi giá trị hàng hóa ở trên đỉnh thì đương nhiên lãi suất nó phải ở vị trí thấp nhất. Dạ. Thì đó là những cái chia sẻ
Và mình hôm nay mình sẽ hiểu rằng mình quay lại câu chuyện đó là xu hướng về bất động sản nông nghiệp nó ảnh hưởng như thế nào đến nhà đất của Gia Lai, đúng không? Thị trường nhà đất Gia Lai. Và mình sẽ hiểu rằng nhà tạo lập thị trường đó là chính phủ của mình. Chính phủ. Và chính phủ của mình mới gần đây nhất nó đã ban hành nghị định 18. À, nghị định 18. Và anh hiểu theo cái sự hiểu, sự học của một người nông dân nhá. Dạ không sao anh, tại vì ok thì đối với nghị định 18 á thì nó có những yếu tố quan trọng mà nó thay đổi như sau, tác động đến thị trường. Thứ nhất là tất cả các giao dịch về bất động sản nó phải qua sàn và qua ngân hàng. Này chắc để kiểm soát được thuế, đúng không? Thứ hai đó là bủa khung trần của giá đất, khi mà đền bù những cái liên quan đến những bất động sản thì phải đền bù theo cái giá thị trường. Và cái điều này nó cũng sẽ là thúc đẩy thị trường đi lên. Vâng, đúng rồi. Tại vì lâu nay em sẽ hiểu rằng một cái câu chuyện đối với những cái bất động sản, nếu mà bất động sản ở Sài Gòn thì cái giá thị trường nó là một, giá của nhà nước. Thì giá của thị trường nó phải là 8 hoặc 10. Vâng. Ví dụ như bây giờ chênh lệch quá khúc đường Nguyễn Hữu Cảnh ở Bình Thạnh đi. Dạ. Thì nó khoảng tầm 45 đến 50 triệu so với cái giá của nhà nước. Cách đây khoảng anh nhớ không chính xác khoảng 3 năm, anh có làm một cái hồ sơ cho khách hàng của anh ở đó thì cái tầm giá như vậy. Dạ. Nhưng cái giá thị trường tại cái thời điểm đó thì nó phải lên đến khoảng tầm 350 triệu. Vâng. Một mét vuông. Thì mình nhân lên đâu đó rơi vào khoảng từ 8 đến 10 lần. Vâng. Và mình sẽ hiểu rằng khi mà mình bổ cái khung giá nhà nước nó đi thì giá đền bù được theo giá thị trường thì dẫn đến là người dân cái quá trình đền bù thì người dân có lợi, và người dân có lợi thì có nghĩa là cái sản phẩm đó nó được thêm những cái giá trị nữa và nó sẽ tăng lên. Vâng, như vậy thì là rất tốt. Còn ngoài ra, ngoài cái khung bổ khung giá nhà nước thì còn thêm cái gì của nghị định 18 là ảnh hưởng tới bất động sản nông nghiệp không anh? Và cái điều này nó là một cái điều anh thấy vô cùng quan trọng. Nó gần như nó đã được cởi trói cho cái bất động sản liên quan nông nghiệp. Đó là mình được phép khai thác tối đa công năng sử dụng đất, có nghĩa là tăng hiệu quả sử dụng đất, không cần trồng cây nữa. Ví dụ như bây giờ cái đất này nó là đất trồng cây lâu năm nhưng nó có khả năng khai thác homestay đấy, như thế này đấy, khu du lịch thì mình được phép đăng ký giấy phép kinh doanh để mình khai thác homestay. Và khi mình có giấy phép đó thì những cái như điện nước và những cái vân vân nó sẽ được hỗ trợ mình, chứ không phải là mình là cái người ảnh hưởng ở khu vực đó rồi mình đi nhờ ống điện, nhờ ống nước, rồi nhờ vân vân thì mình mới có thể làm được, có thể làm được. Và bây giờ mình làm ở trên cái gì đó nó đường chính chứ không cần phải là xxx trong ngoặc kép đi đêm trong ngoặc kép. mình sẽ hiểu như vậy. Và theo đánh giá của anh thì đối với cái nghị định 18 này nó là một cái nhà tạo lập thị trường. Và họ đã có những động thái là cởi trói cho những cái bất động sản liên quan đến nông nghiệp, mà cái loại hình đặc biệt được hưởng lợi đó là những cái loại hình đất gọi là đất trồng cây lâu năm, diện tích lớn giá rẻ. Nhưng anh chỉ nói về cái hình thức pháp lý, ví dụ có thể em là đất thủy sản, em là đất lúa ở miền Tây, hoặc em đất lúa ở ngoài miền Bắc, thì những cái loại hình đó nó sẽ không được hưởng lợi nhiều như cái loại hình mà đất trồng cây lâu năm, ví dụ như những cái tỉnh thành trong khu vực phía Nam. Cái điều đặc biệt đó, đối với cái loại đất trồng cây lâu năm ở trong khu vực phía Nam này, theo anh đánh giá trong tương lai khi cái nghị định 18 nó thẩm thấu ra thị trường, cởi trói được rất là nhiều vấn đề rồi đấy, thì cái loại hình này nó tăng trưởng rất là tốt. Vâng. Và tăng trưởng trên toàn diện cả nước. Và Gia Lai cũng sẽ được hưởng lợi ở trong cái quá trình đó. Vâng. Cơ bản là vì Gia Lai đang sở hữu một cái lượng đất nông nghiệp rất là nhiều, và nếu như mà
đất cây. Nông nghiệp nhưng phải mở ngoặc ra. Dạ. Nó là đất cây lâu năm nhé. Nông nghiệp năm. Nhưng là đất lúa khác. Dạ. Nuôi trồng thủy sản nó khác. Đất hàng năm khác. Dạ. Cây lâu năm và cây hàng năm thì pháp lý có thể là 8-10 với nhau. Dạ. Vẫn ok. Ok. Nhưng á nó sẽ khác hoàn toàn với đất lúa. Dạ. Tại vì đất lúa liên quan đến an ninh lương thực. Đúng rồi, chính xác. Vậy thì với cái nghị định 18 như thế này thì ngoài cái việc như là bỏ khung giá nhà nước hoặc là những cái lý do khác nữa thì em thấy cái mà anh vừa chia sẻ là về cái vấn đề gọi là tăng cái công năng sử dụng đất nông nghiệp trồng cây lâu năm như thế này thì thực sự là rất là tốt cho người dân, tại vì khi đó thì người dân sẽ có cái dòng tiền trên đất anh ạ. Chính xác em. Dạ. Và chính cái dòng tiền trên đất nó sẽ tạo ra cái nguồn tiền và tạo ra cái nền kinh tế, nó sẽ bứt phá lên cho cái địa phương đó. Và đúng cái em. Việc là khai thác du lịch như là ở Gia Lai bây giờ hiện tại thì em thấy lượng khách du lịch về rất là nhiều. Chính xác. Và nếu như mà với cái tốc độ mà lượng khách về như vậy mà cái du lịch nó không phát triển lên thì nó rất là khó để đáp ứng được cái lượng khách du lịch đến tham quan. Và là nhu cầu ấy. Dạ, đúng nhu không? Cầu thị trường. Vâng, dịch vụ nó không đầy đủ, đáp ứng được đầy đủ. Và với những cái hy vọng là với những cái điều mà những cái người tạo lập thị trường như nhà nước ấy, mà tạo lập được những cái sân chơi tuyệt vời như thế này thì qua đó thì giúp cho kinh tế của nước nhà cũng là giúp cho kinh tế của cái tỉnh, của từng tỉnh trong cả nước như thế này sẽ phát triển hơn và sẽ tạo ra được cái nền kinh tế nó vững vàng hơn và phát triển trong tương lai. Và hy vọng là với thời gian tới thì nhà đất Gia Lai sẽ phát triển mạnh hơn và là một cái thị trường cực kỳ tiềm năng đối với những nhà đầu tư bất động sản có nguồn tài chính không được dồi dào cho lắm nhưng mà vẫn muốn sở hữu được những cái bất động sản chất lượng và đúng sẽ em. Tăng trong cái thời gian tới trong tầm nhìn từ 2023 đến 2025 và đặc biệt là sẽ phát triển cực mạnh trong tầm nhìn từ 2025 đến 2027. Chính xác em. Dạ. Và cảm ơn anh Tony Ngọc đã chia sẻ những cái thông tin, những cái kiến thức cực kỳ bổ ích trong video này. Một lần nữa, Học Vương cùng anh Tony Ngọc xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết video này. Và trong quá trình xem video, quý anh chị cảm thấy video này hay, video này ý nghĩa, những cái kiến thức mà anh Tony Ngọc chia sẻ rất là tuyệt vời và bổ ích thì hãy nhớ là chia sẻ cái đường link video này tới những người bạn của mình, những người anh em, những người thân trong gia đình để chúng ta có thêm nhiều kiến thức, những cái kỹ năng trong quá trình đi đầu tư bất động sản và lựa chọn được những cái thị trường, những cái dòng sản phẩm cực kỳ tốt để có thể đạt được những cái lợi nhuận như mong muốn, có thể x2, x5 trong cái tầm nhìn từ 2022 đến 2025 và từ 2025 đến 2027. Và một lần nữa, nếu như quý anh chị có những cái câu hỏi nào mà thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản thì hãy nhớ cho chúng tôi những cái câu hỏi đó để chúng tôi luôn luôn sẵn sàng chia sẻ và giải đáp những cái thắc mắc này tới quý anh chị. Và anh Tony Ngọc sẽ có thêm nhiều những cái chia sẻ bổ ích nữa và nhiều cái chủ đề nữa để gửi tới cho quý anh chị khán giả của kênh Kulen, đúng không anh? Chính xác ạ. Vậy thì video thời lượng đến đây cũng là khá dài rồi. Thì có lẽ là anh em chúng ta cũng phải tạm biệt khán giả và chào khán giả. Và hẹn quý anh chị trong những video tiếp theo của Team Kulen. Xin chào và hẹn gặp lại.